Chào mừng các bạn quay trở lại với bản tin tổng hợp cuối tuần của chúng tôi. Hãy cùng điểm lại một số tin tức nổi bật sau đây. Về tin thế giới, Tư lệnh Syrskyi mô tả những diễn biến quanh Bá Khơmut gần đây là thành công đầu tiên của lực lượng Ukraine trong giao tranh với Nga ở thành phố. Việc binh sĩ của chúng ta có bước tiến ở hướng Bá Khơmut là thành công đầu tiên trong đợt phản công để bảo vệ thành phố, Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi nói hôm nay. Hôm 14 tháng 5, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine thông báo Ukraine đã giành lại hơn 10 vị trí do lực lượng Nga kiểm soát ở vùng ngoại ô phía Bắc và Nam Bá Khơmut. Bà cho biết giao tranh tại khu vực vẫn diễn ra ác liệt và Nga không thay đổi mục tiêu của họ. Nga chưa bình luận về thông tin Ukraine đưa ra. Chuyển sang tin thể thao, SEA Games 32 khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về đoàn thể thao Việt Nam khi giành tổng cộng 136 huy chương vàng, 105 huy chương bạc và 118 huy chương đồng. Đây được xem là kỳ SEA Games thành công nhất của Việt Nam khi không phải là chủ nhà. Trong khi đó, với 108 huy chương vàng, 96 huy chương bạc và 108 huy chương đồng, Thái Lan xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương. Chủ nhà Campuchia cũng có kỳ SEA Games thành công nhất trong lịch sử với vị trí thứ 4 sau khi giành 81 huy chương vàng, 74 huy chương bạc và 127 huy chương đồng. Indonesia xếp thứ 3 sau khi giành 87 huy chương vàng, 80 huy chương bạc và 109 huy chương đồng. Timor-Leste là đoàn duy nhất không giành được tấm huy chương vàng và huy chương bạc nào và chỉ có 8 huy chương đồng, xếp cuối bảng tổng sắp. Đối với tin bóng đá thế giới, Ancelotti thừa nhận Man City chơi với cường độ cao và chất lượng hơn trong hiệp 1. Ở hiệp này, Bernardo Silva ghi 2 bàn cho Man City. Đó là điểm vượt trội, giống như chúng tôi năm ngoái, ông nhận xét thêm. Điều này có thể xảy ra với bạn trong một trận bán kết. Chịu thất bại lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân tại Champions League, nhưng Ancelotti không quá buồn. Ông vẫn cho rằng Real có một mùa giải tốt và khẳng định vào bán kết Champions League là một thành công vì nhiều đội đã không vào vòng này. Về tương lai bản thân, Ancelotti nhắc lại tuyên bố của chủ tịch Florentino Perez nửa tháng trước. Ông muốn tiếp tục gắn bó với Real và theo đuổi Champions League. Mùa này, chúng tôi đã làm rất tốt, Ancelotti nhấn mạnh. Chúng tôi sẽ làm tốt hơn vào mùa tới. Với đội hình này, bạn có thể chiến đấu cho Champions League. Tiếp theo, chúng ta cùng xem bản tin cập nhật về El Nino tuần qua. Hiện tượng El Nino dự kiến phát triển trong những tháng tới. Nghiên cứu mới nhận thấy mô hình khí hậu này có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu hàng nghìn tỷ đô la Mỹ do tác động kéo dài trong nhiều năm. Con số cao hơn nhiều so với ước tính trước đây chỉ tính đến những thiệt hại kinh tế tức thời. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science cho thấy, một số sự kiện El Nino dữ dội nhất trước đây đã gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu hơn 4.000 tỷ đô la Mỹ trong những năm tiếp sau. Các nhà dự báo tại Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ đang dự đoán sự kiện El Nino mạnh xảy ra vào cuối năm 2023 vì nhiệt độ đại dương đã đạt mức cao kỷ lục trong năm nay. Cuối cùng là tin về giải trí. Mới đây, Denvo vừa trình làng bài hát mới mang tên Nấu ăn cho em. Bài hát gây sốt cộng đồng mạng với hình ảnh đẹp chân chất, mộc mạc, vượt mặt Sơn Tùng MTP lọt top 1 trending trên nền tảng YouTube. MV Nấu ăn cho em kể câu chuyện nhân văn về hành trình Den và ca sĩ trẻ Hương Linh đến thăm các em nhỏ tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Tổng Mường Trà, Điện Biên. Nấu ăn cho em chiếm cảm tình của khán giả bởi lối kể chuyện mộc mạc, chân thành và tập trung khắc họa về hành trình đi tìm con chữ của trẻ em vùng cao. Qua đó, MV gửi thông điệp nhân văn về sự sẻ chia, yêu thương giữa người với người. Đen cho biết toàn bộ doanh thu từ lượt nghe và xem của bài hát này sẽ được dành cho dự án xây trường và nuôi em. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng lắng nghe tin nhanh cuối ngày trên kênh của Đọc Gì Đây. Hãy theo dõi kênh để nhận thêm nhiều thông tin nhanh sắp tới nhé!